Vinmark kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thay vì review máy móc như mọi khi, Vinmark mời quý cô chú, anh chị và các bạn xem video và thưởng thức câu chuyện cười về máy sắc gạo. Ở một làng quê nọ, có ông lão tên là Ba rất nổi tiếng với tài kể chuyện hài hước. Một hôm, ông được mời đến dự buổi lễ giới thiệu máy sắc gạo mới nhất của làng. Ông Ba hăng hái nhận lời vì ông biết rằng đây là cơ hội để mình trổ tài. Khi đến nơi, ông thấy người dân tụ tập rất đông, ai cũng tò mò về chiếc máy sắc gạo mới. Người quản lý buổi lễ mời ông Ba lên phát biểu. Ông cười hề hề, bước lên sân khấu và bắt đầu. Thưa bà con, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây để giới thiệu một phát minh mới, máy sắt gạo tự động. Tôi nghe nói, chỉ cần cho gạo vào, máy sẽ tự động sát ra gạo trắng, không cần sức người. Mọi người trầm trồ ngạc nhiên, ông Ba tiếp tục. Thế nhưng, để tránh tình trạng máy bị hư, bà con phải nhớ kỹ điều này, đừng bao giờ cho con mèo vào máy sắt gạo nhé. Mọi người cười ồ lên, nhưng vẫn có người thắc mắc hỏi. Sao lại không được cho mèo vào máy sắt gạo ông Ba? Ông Ba cười khúc khích rồi đáp. Vì nếu cho mèo vào, nó sẽ sát ra mèo trắng chứ không phải gạo trắng đâu. Tiếng cười vang cả sân, người dân ai cũng cảm thấy vui vẻ và ấn tượng với bài phát biểu của ông Ba. Buổi lễ giới thiệu máy sắt gạo kết thúc trong niềm vui và tiếng cười, và mọi người đều nhớ mãi câu chuyện hài hước của ông Ba. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện của Vinmark kể. Hy vọng câu chuyện trên mang niềm vui tới quý cô chú, anh chị và các bạn, giúp mọi người đỡ căng thẳng, mệt mỏi sau một ngày dài lao động.